Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thi hài bí ẩn. Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị Bích Lan về việc bà Trần Thị Nga, chị gái của bà Lan, làm nghề cho vay tiền lấy lãi, bị mất tích, không rõ nguyên nhân. Trong khi các trinh sát đang tích cực truy tìm bà Trần Thị Nga và điều tra vụ việc, thì trên địa bàn Sông Sáng, ấp Bình Phú Cuối, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, người dân phát hiện một bao bố trôi sông chứa thi hài. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Đồng Tháp trục vớt lên một thi hài đựng trong bao tải. Nạn nhân là nữ giới, có nhiều đặc điểm giống với người bị mất tích mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm khu vực phía Nam đang truy tìm. Đại thể nạn nhân ngay lập tức được đưa đi giám định. Kết quả khám nghiệm chính là bà Trần Thị Nga. Hai chiếc nhẫn kim cương và một dây chuyền vàng mà theo người nhà bà Trần Thị Nga trước khi đi ra khỏi nhà, bà Nga có đeo trên người, đã không còn. Nhận định nhiều khả năng đây là một vụ án đoạt mạng người, cướp tài sản. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm đã khẩn trương tiến hành các biện pháp trinh sát, kỹ thuật và các biện pháp nghiệp vụ khác để đấu tranh. Theo nguồn tin, trước đây, chị Trần Thị Nga có thời gian thu mua hàng nông sản bán sang Trung Quốc. Sau khi có ít vốn, chị Nga quay sang cho vay lấy lãi. Chồng chị Nga là anh Châu Kim Hoàng, 48 tuổi, làm lái xe nhưng tính tình thì hiền như đất. Tiếp tục điều tra các mối quan hệ làm ăn và các mối quan hệ khác, trinh sát thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Châu Kim Huynh, em chồng chị Nga. Huynh 38 tuổi, thời điểm trước khi chị Nga mất tích, Huynh có vay của chị Nga số tiền là 1,5 tỷ đồng. Chị Nga đã nhiều lần đòi Huynh trả lại số tiền nợ trên, nhưng Huynh chưa trả. Sau khi chị Nga mất tích, một lần Huynh có nói với anh Châu Kim Hoàng, tuần trước tôi đã cho chị Nga vay 750 triệu đồng, nhưng không viết biên nhận. Từ những thông tin thu thập được, tổ điều tra nhận định đây có thể là vụ bắt cóc và thủ tiêu chủ nợ để trốn nợ. Đối tượng thực hiện là có chủ đích và lập kế hoạch từ trước. Thủ đoạn của chúng rất tinh vi, vì thế không hề để lại một chút dấu vết nào. Châu Kim Huynh được đưa vào diện nghi vấn số 1. Vào thời điểm này, việc quan trọng nhất là tập trung công tác điều tra nghi can số 1 và đồng bọn của Huynh. Một tổ trinh sát được phân công bám sát mọi di biến động của Huynh suốt ngày đêm. Chỉ hơn một ngày sau, ban chuyên án đã có trong tay những tên đàn em của Châu Kim Huynh như Trần Văn Trung, Phạm Minh Thành, Quách Thành Phương, Lê Minh Trường Sơn và Nguyễn Quốc Chí. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã có nhận định Châu Kim Huynh là kẻ chủ mưu vụ sát hại người tàn độc này. Ngày 14 tháng 6, một tổ trinh sát đã khống chế được tên Huynh, đưa lên ô tô chạy thẳng về trụ sở Tổng cục Cảnh sát. Ngay sau khi Huynh bị bắt, hai tên đàn em là Trần Văn Trung và Phạm Minh Thành cũng bị các tổ công tác bắt gọn. Hai đối tượng Trung và Thành đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của chúng và vai trò chủ mưu của Huynh. Tuy nhiên, tên Huynh lúc mới bị bắt thì chỉ thoáng một chút lo lắng. Tên tội phạm gian manh, xảo quyệt, kịp trấn tĩnh lại và tỏ ra ngơ ngác mình không hề phạm tội. Đến 2-3 giờ đêm ngày 14 tháng 6, biết không thể phủ nhận những chứng cứ và những lập luận sắc bén của điều tra viên, tên Châu Kim Huynh đã khai nhận toàn bộ kế hoạch và quá trình đoạt mạng chị Trần Thị Nga và mang thi hài đi phi tang. Vạch mặt kẻ đoạt mạng chị dâu quỳ nợ. Các đối tượng bước đầu khai nhận do có quan hệ chị dâu em chồng, Châu Kim Huynh đã vay được của bà Trần Thị Nga 800 triệu đồng để cho Trung và Thành vay lại với lãi suất cao hơn. Trung và Thành sử dụng khoản tiền này tiếp tục cho người khác vay. Do làm ăn thua lỗ, những người vay tiền của Trung và Thành đã bỏ trốn, nên chúng không có tiền trả cho Huynh để Huynh trả cho bà Nga. Vì vậy, trước ngày gây án khoảng một tuần,
Châu Kim Huynh đã gọi Trần Văn Trung và Phạm Minh Thành đến gặp và cùng nhau bàn bạc kế hoạch sát hại bà Nga để xù nợ. Biết chị Nga đang có nhu cầu mua xe ô tô du lịch, lại quá danh bà chị dâu, ham mua rẻ, bán đắt, nên Huynh đã phỉnh chị Nga. Xe ô tô bên Campuchia là xe sản xuất chính hãng, lại rẻ hơn Việt Nam gần nửa giá. Em vừa có mối mua, vừa có đường dây làm giấy tờ. Chị đi với em sang bên đó, mua một cái về em lo giấy tờ hết cho. Bị đánh trúng điểm yếu, chị Nga đồng ý ngay. Khoảng 6 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 2010, Huynh đến quán cà phê của chị gái hắn trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú ngồi uống cà phê. Hắn cố tình chọc ghẹo mọi người để cho họ thấy sự có mặt của hắn vào thời điểm nhạy cảm. Đến 8 giờ, Huynh mới gọi điện cho chị Nga, hẹn đến quán cà phê Huynh Như ở quận 10 để đi sang Campuchia mua xe ô tô. Sau khi gửi xe máy tại quán cà phê, Huynh đưa chị Nga lên xe ô tô do Phạm Minh Thành cầm lái. Khi xe chạy đến đoạn đường vắng thuộc địa phận huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Huynh ra hiệu, Trung bất ngờ dùng dây dù thủ sẵn trong người ra tay cho đến khi nạn nhân ngưng thở. Sau đó chúng khiêng nạn nhân để nằm ở ghế sau của xe ô tô rồi cho xe chạy ngược về Hóc Môn. Khi xe chạy tới Đức Hòa, Long An, Huynh và Trung lấy hai chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương đeo trên tay cùng sợi dây chuyền vàng 18K cùng điện thoại của nạn nhân. Tiếp đó Huynh tháo chiếc điện thoại lấy SIM và lục túi của chị dâu lấy thẻ gửi xe máy rồi xuống xe ô tô. Thuê xe ôm, quay về chỗ gửi xe, lấy xe máy của chị Nga, gửi vào bãi trông xe của bệnh viện Triều An. Về nhà, Huynh sử dụng SIM điện thoại của bà Nga, nhắn tin vào điện thoại của anh trai mình là Châu Kim Hoàng, chồng của bà Nga, với nội dung em đang đi theo con nợ, đừng gọi, nhằm đánh lạc hướng truy tìm của gia đình cũng như cơ quan điều tra nếu bị bại lộ. Sau khi Huynh về, Trung và Thành tiếp tục chở thi hài đi phi tang. Huynh còn xảo quyệt, xúi dục những người thân trong gia đình, không ai qua lại với anh Hoàng, chồng chị Nga. Còn hắn khi biết anh Hoàng tính đi báo công an về sự mất tích của vợ mình thì Huynh đã hù dọa. Chắc chắn chị Nga bị bắt cóc ở Campuchia. Nếu anh đi báo công an thì bọn chúng sẽ đoạt mạng chị Nga mất. Tốt nhất anh lo tiền để em đi sang Campuchia tìm và tổ chức giải thoát cho chị Nga. Tên Huynh còn tan ác hơn khi biết chị Lan, em ruột chị Nga từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm chị ruột mình bị mất tích. Thấy chị Lan có nhiều tiền, vòng vàng và nhẫn kim cương, Huynh nổi máu tham và bày mưu dụ dỗ con mồi vào bẫy. Quá lo lắng về sự mất tích của chị mình, chị Lan đồng ý với kế hoạch của tên Huynh mà không hề biết rằng đó là âm mưu của tên gian manh này giăng ra để lừa chị Lan sang Campuchia, sau đó sẽ đoạt mạng chị Lan, hòng cướp số tài sản lớn mà chị đang mang trên người. Rất may quỷ kế đó của tên Huynh đã được các trinh sát kịp thời vào cuộc ngăn chặn, không cho hắn có cơ hội thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.